Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi từ loại 8 game. Các bạn cùng nhập phá cái routine nha. First is let's go. Hai trăm năm mươi, wow, mua luôn. Một chiếc xe khá là đẹp. Ok, đùa thôi. Ok, tiếp tục nào. Cái này các bạn phải mua xe này rồi. Wow. So, ok, mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. CR Rushing Eye. Let's go. Chiếc xe của mình là Mark Rushing 6 sao. Thank you.
Ok. Xe là các bạn hơi đều. Rất là nhiều tiền. Tiếp tục là cuộc đua buổi tối. Cái này chắc là đua đêm rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Ok, tiếp tục là man. Oh my gosh. Và bây giờ không có chỗ để mình lách được. Làm ra chết oan. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Taxi Sim 2020. Let's go. Ở tựa game này các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng taxi. Và sẽ phải đi chở khách. Các bạn có thể chọn một map nào đó. Ok, đi thôi. How are you doing? Ok, let's go. I hope I can make it on time. Watch out!
you know any shortcuts? Đèn đỏ các bạn dừng lại, tránh tắt lại. Ok, let's go. Rock Radio 89.2. Now for a classic driving tune for all you motorheads out there. Keep the pedal to the metal. Các bạn mà vượt thì các bạn có thể mất tiền, bị trừ tiền. Rồi, những quả đường vắng này thì mình sẽ phóng nhanh. Đây rồi, anh ta đậu đây. Let's go. Rồi mình sẽ đỗ một chỗ. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Review Rushing. Let's go. Wow, như một xe gì đây? Một chiếc xe khá là đẹp. Let's go. Tiếp tục là press 800 press. Let's go. Cứ vượt qua cái người các bạn đua thì các bạn sẽ thành công. Rồi, bắt đầu đến 750 đi. Let's go, update. Cái này bắt buộc phải update rồi. Để cho thêm đi. Cho phải thêm. Press, let's go. Vẫn phải update nữa chứ. Style. Ok. Đỡ được chưa? Được rồi. Nghìn sáu xem nào. Nghìn sáu không biết mình có đùa được không. Thử xem. Ok.
số ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 6, A Fast Life, let's go. Rồi, lần này thì không biết là mình solo với ai đây. Đang tìm người solo rồi. Từ hôm nay thì các bạn có thể chơi rất là nhiều, sau đó các bạn nâng cấp cho xe của mình thật là ngon lên, rồi bắt đầu đi solo với những xe khác. Let's go, let's go. Không biết có tìm được ở đây. Rất là đông. Tất cả là 18 xe. Thì đi rất là nhanh, không có cái đổi kịp được không? Chắc chắn mình xếp vào top 4 rồi. Ok, let's go. Oh my god, top 1 á? Top 4 chứ. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game các bạn có thể đỗ xe, cũng rất là hay và hot. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi đỗ xe, let's go. Đây, chỉ cần các bạn chạm vào đâu thôi là các bạn làm việc trở lại. Rồi ok, like tiếp tục là let's go. Oh my god, không được rồi. Lại.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Boost Sim. Đây là các bạn tự game này, các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng tài xế đi lái xe buýt. Sau đó thì sẽ đi nhận người, đi chở khách. Ok. Boost Simulator. Start game. Let's go. Rồi, và mình sẽ ấn vào đây. Tiếp tục sau đó thì mình sẽ ấn vào Skip Play. Let's go. Yeah. 9.2k. Start game. Rồi, và các bạn sẽ phải vào trong bến. Lúc đó thì các bạn sẽ phải đi đợi khách. Khi đợi khách đủ thì các bạn sẽ chở khách đi về quê. Và bến mình đỗ ở kia rồi. Bắt đầu phải khởi động. Trời đang mưa. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Rồi, chở khách vào thôi. Let's get started. Drive safe. Có thể dùng camera đồ sát vào. Oh my god, tình trạng này có vẻ rất thích không nhìn thấy người ta gọi là đi đường này. Lái sát vậy rất khó nhìn các bạn, không nhìn được tổng thể luôn. Khi đèn đỏ các bạn phải dừng lại, nếu không thì các bạn sẽ bị phạt tiền. Chết rồi, bị phạt tiền rồi. Oh my god, oh, phóng luôn. Khi các bạn dừng không kịp lúc, các bạn sẽ bị phạt tiền. Mọi cách chơi của tựa game này rất đơn giản và hay. Rồi, ok, mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.